Chào các bạn nha, hôm nay thì mình lại tiếp tục hướng dẫn các bạn cách cập giấy. Ví dụ như chúng ta muốn viết hoành phi thì viết khoảng 4 chữ thì các bạn sẽ phải gập giấy. Gập giấy làm sao là thành 4 phần. Đấy, quá trình gập giấy thì chúng ta sẽ cố gắng căn lề. Đấy, giữa lề trái và lề phải. Đấy, căn làm sao mà cho nó hợp lý để lát nữa chúng ta còn viết lạc khoản. Bây giờ thì chúng ta sẽ viết chữ Hán thì với bức hoành phi này là mình sẽ viết đó là đại y tinh thành. Chữ đại sẽ được viết có phẩy và mác, viết vươn dài, vươn rộng sang hai bên. Tất nhiên đây là cái giấy xuyến sinh thục cho nên nó sẽ hơi thấm mực một chút. Thì các bạn sẽ sử dụng cái giấy nháp để thấm lên nhé. Đây như thế này là nó sẽ hút hết ra. Nó hút hết mực ra thì nó sẽ không bị nem mực nữa. Tiếp theo là tới chữ Y này. Chữ Y được viết trong chữ Hán cổ phồn thể thì nó có được khá là nhiều nét. Đấy. Chúng ta có thể thấy được có bộ phương, bộ thủy, đúng không? Bẻ gập này. Đấy. Tiếp theo thì là có bộ thù phía bên tay phải. Bộ thù viết trong thư pháp thì sẽ được viết như thế này. Rồi tiếp tục chúng ta viết nét chấm, chấm dài các bạn nhé, chấm dài phản mác nhé. Bên dưới chúng ta sẽ kéo một nét ngang thật dài, đó là bộ dậu phía bên dưới. Ở đây thì là câu đại y tinh thành này có nhắc tới nhân vật đó là Tôn Tư Mạc. Ông là một thầy thuốc rất là nổi tiếng, đã bày tỏ cái lòng tin tưởng y học là một nghệ thuật của sự nhân ái. Ông viết trong cái cuốn Đại Y Tinh Thành là khi một thầy thuốc vĩ đại chữa trị cho bệnh nhân, ông ta phải tập trung, bình tĩnh, đồng thời thoát khỏi mọi dục vọng và truy cầu. Người thầy thuốc cần phải có một trái tim từ bi, đấy, muốn tự mình cống hiến để chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân. Nếu có người bệnh tật đến xin chữa trị, đấy, không nên hỏi người ta là giàu nghèo hay là sang giàu, trẻ đẹp hay là gọi là già trẻ, đẹp hay xấu. Đấy, người thân hay là kẻ thù, người trí tuệ hay là kẻ ngu dốt. Người thầy luôn phải xem tất cả đều là bình đẳng. Và họ coi những người thân đấy, coi những người bệnh nhân đấy, đều là những người thân thiết. Chữ tinh này thì nó sẽ có bộ mễ phía bên tay trái. Và các bạn sẽ kéo sổ thẳng từ trên xuống đấy, hơi bật móc nhẹ lên để tạo thành cái đuôi gọn các bạn nhé. Đấy, sau đó gồm phía bên tay phải là gồm bộ thanh nữa.
chữ cuối đó chính là có chữ thành, thì ở đây là thành này trong từ thành thật. Đấy, thành này theo kiểu là thành theo kiểu là uy tín, tin tưởng ấy. Mình đã có bộ ngôn. Bộ ngôn phía bên tay trái các bạn nhé. Đấy, phía bên tay phải thì chúng ta sẽ viết chữ thành, thành trong từ thành công. Ngang này, số phẩy này. Ở đây chúng ta cũng có thể sử dụng là nghiêng móc trái, nhưng mà ở đây thì nó vướng cái bộ ngôn cho nên mình không thể sử dụng nghiêng móc trái được. Tiếp tục nét nghiêng móc thì các bạn có thể thêm ít mực vào để kéo từ trên kéo xuống nhé. Tăng nhẹ lực tay lên. Đấy, không giảm dần lực tay xuống. Đưa móc nhẹ lên trên như thế này. Phẩy. Chấm. Như vậy mình đã hoàn thành xong bức hoành phi đại y tinh thành. Và phía bên tay trái thì mình sẽ biết lạc khoản và kết thúc bức hoành phi. Mình sẽ viết từ phải qua trái các bạn nhé. Đấy, đại y tinh thành. Đây là một bức hoành phi có thể treo ở trong gọi là công việc, làm việc ở những cái nơi. Hello, xin chào các bạn, mình là Ninh Táo. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tới cây bút lông mà mình viết thư pháp. Đây là loại bút lông mới về. Thì ở đây các bạn thấy là bút lông này thì bây giờ mình sẽ sử dụng nó để viết chữ. Thì các bạn sẽ xem cái độ đàn hồi của nó nhé. Bút lông ấy, quan trọng nhất của một cái cây bút mới mà khi chúng ta mua, chúng ta cần phải hội tụ được 4 cái yếu tố. Đó là tiêm tề viên kiện. Tiêm tức là đầu nhọn này. Tề tức là nó sẽ bằng. Nó sẽ bằng khi nào chúng ta ngâm gọi là lông nó mềm ra thì các bạn sẽ đo thử xem mà các sợi lông nó sẽ bằng với nhau. Còn viên tức là nó sẽ tròn, tròn như búp măng như thế này mới là chuẩn các bạn nhé. Dày, dày chuẩn. Đây, người ta có keo đây. Bút mới thì keo bao giờ nó cũng sẽ cứng. Cái này ngâm tầm khoảng 2 đến 3 tiếng nó mới mềm và nó mới tan keo ra được nhé. Còn cuối cùng là kiện. Muốn biết được kiện hay không, tức là nó khỏe, được đàn hồi hay không ấy, thì chúng ta cần phải ngâm nhé. Phải ngâm trước thì mới biết được. Bây giờ thì mình sẽ đo cái chiều dài của cái sợi lông này. Nó khoảng 6 phân. Cái cỡ chữ chúng ta viết nó rơi tầm khoảng một gang tay, khoảng tầm 20 tới 25 phân gì đấy thì sẽ là khoảng vừa đẹp. Còn các bạn viết to quá thì chúng ta cần phải đổi sang cây bút mà lông nó dài hơn, khoảng 7 hoặc 7,2, 7,5 gì đó nhé. Được rồi, đó là cái phần mà mình giới thiệu bút cho các bạn. 3 cây. Thì viết đại tự thì mình cũng sẽ chỉ sử dụng cái loại bút như thế này này và một cây màu nâu nữa thôi. Đấy, thì nó cùng chủng loại, nó khác màu đi một chút là được. Cây này thì rất là nhẹ, cái phiên bản mới này thì nó nhẹ hơn một chút so với lại phiên bản cũ màu nâu. Đây là màu nâu này. Nâu đỏ, nâu hồng đàn. Còn đây là màu nó hơi ngả đen một chút rồi. Đấy, gọi là nâu đất, đúng không các bạn? Đấy nhá. Thế thì bây giờ thì chúng ta sẽ viết. Bây giờ thì mình sẽ thử cái cây bút màu nâu đất này trước, xem độ đàn hồi của nó như thế nào nhé.